Một cái gì đó mọi người được một chàng bắt tay. Nam mô A Di Đà Phật. Sa thân tàn đạo vô vi, nhiễm màu thanh diệu nam tri lão bài. Cảnh hương chắc lại hai tay, đưa lên trên trán nguyện bài quy y. Nguyện rồi xa xuống tất thầy, cảnh hương rồi cũng đến thầy thắng đọc qua lời nguyện một bài, lại luôn bốn lại ta rài tông giáng. Bàn tay lần nữa vậy mà chớ đừng lật sách vì thầy tay đi xa thì phải dặn rằng bạn thông thiên cũng thiệt hành như ấy. Bốn phương đều đọc vậy thì cúi đầu bái tạ Phật trời, sớm chiều bình đẳng chớ lôi, thượng hành như vậy nhớ lời đừng sai. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục nhắc lại lời cho tổ quốc thầy, mà vì sao ấn tở lần này lớn nhắc lại lời cho ngọc quốc thầy. Cảm thấy vì ứng lên kinh lễ ba ngôi thờ, trước khi vì sáu là hội thường mong quý vị mời quý vị các bậc cha chúng ta. Một cuộc phù dẫn có mấy ơi, cầu xin ba tâm nhầm đôi lời, cho dây mắt mò từ nãy bớt có hỏi nơi tay để giúp đời nạn khổ. Để tiếp tục nhắc lại lời dặn dò của thầy, vì mời giảng viên ba hàng dừa lên nhắc lại lời cho tổ của thầy. Cảm thấy dì ba lên thỉnh lễ ba ngôi thờ, trước khi dì ba làm hồi sự mong quý vị ủng hộ cho dì ba một tràng nhắc tay. Xin mời, xin mời. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có từng
để tiếp tục nhắc lại lời và gặp của thầy, mời đồng đạo hiền của tác giá lên nhắc lại lời cho mình của thầy. Nhận thấy đồng đạo cũng để ba bài thờ trước khi đồng đạo gặp thật sự đồng có vị ủng hộ cho đồng đạo một trăm phát ca cũng là được. Yeah.
chiều hơi xỉu ra rồi đi xin ngủ.